19:30 ở tại Ngọc Quang vẫn nhộn nhịp như thế này các bạn ạ. Những cặp loa 501C4 đang được test thử cho các bác các tỉnh thành. Và những sản phẩm bên Ngọc Quang thì các bác biết rồi. Ngày hôm nay thì số lượng loa bot Mỹ bên em lên đường rơi vào khoảng 23-25 cặp. Tối thậm chí có nhiều hôm đến 9-10 giờ bên em vẫn phục vụ các bác. Vâng, cặp loa bốt 501 thì các bác có thể dùng được 203, 35 mã hàng xịn này, đưa ra chất âm tuyệt vời. Vâng, các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em nhé. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.